chào tất cả các bạn. Chuyên mục review game của GameHub ngày hôm nay sẽ gửi đến cho các bạn một tựa game thuộc thể loại game hardcore, yêu cầu tính chiến thuật tương đối cao, có tên là Vega Conflict. Tựa game này thì có thể nói là có chút giống với Clash of Clans, đó là người chơi sẽ phải xây dựng một quân đội của mình và đi tấn công đội của người khác. Tấn công thì có nhiều mục đích, có thể là đi cướp tài nguyên hoặc là đi gọi là chỉ đơn giản là so tài và kiếm kinh nghiệm. Thì căn cứ quân sự của mình sẽ lấy tàu chính có tên là The Bridge làm trung tâm, và xoay quanh nó sẽ có rất là nhiều tàu nhỏ với chức năng khác nhau. Ví dụ như là hai tàu này là tàu để khai thác khoáng, chúng ta có thể khai thác bằng cách ấn vào nút banh ô như thế này thì nó sẽ hiện số lượng mà chúng ta khai thác được. Có hai loại tài nguyên chúng ta cần có, đó là tài nguyên màu vàng và màu xanh, dùng để nâng cấp và nghiên cứu. Đây, khi mà chúng ta ấn vào mỗi cái tàu thì nó sẽ hiện 4 nút, trong đó có hai nút đó là nút nghiên cứu và đây mình sẽ nghiên cứu một cái đó, hoặc là nút nâng cấp mình sẽ hiện vào nút chat đây. Tuy nhiên thì mình đang bị thiếu nguồn tài nguyên nên mình sẽ phải chờ đợi để có thể nâng cấp. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu và nâng cấp? Thì tất nhiên là có thể giúp khai thác nhiều tài nguyên hơn và giúp tăng cường hơn về lực chiến, tại vì tất cả những cái hỗ trợ ở những tàu này sẽ giúp cho cái tàu chiến của mình mạnh hơn. Ở mỗi level thì các bạn sẽ có số lượng sở hữu, số lượng tàu chiến riêng. Ví dụ ở level 6 mình đã được tăng thêm một fleet, tàu chiến lên nó gọi là fleet, gồm có 4 cái, và hiện tại mình đang xây cái level 8 và level 5. Còn với hai cái còn lại thì hiện tại mình vẫn chưa đủ lead để có thể xây dựng. Đó, thì các bạn muốn thì có thể add thêm, nhưng mà hiện tại mình chưa có nên mình khá tiếc là không thể show cho các bạn được. Như mình đã nói thì ngoài việc lấy tài nguyên từ mỏ của mình thì tất nhiên chúng ta có thể đi xâm lược cái khác. Đó, bây giờ mình sẽ ra chiến trường luôn. Các bạn sẽ vào bằng cách là ấn vào nút Navigate này và chọn nút ở giữa. Chúng ta sẽ ra Thiên Hà ngắm cảnh. Đây là toàn bộ những người chơi mà chúng ta có thể thấy được. Nó sẽ hiện ngay về tàu của họ, căn cứ của họ, như là ID hay là fleet có không, có nghĩa là có tàu chiến sẵn sàng ra chiến không. Nếu mà nó có sẵn sàng ra thì các bạn có thể tấn công ngay. Tuy nhiên thì hãy chọn lựa một cách khôn ngoan, tại vì đối với những level cao thì khá là khó để tấn công. Thực ra thì ngoài việc tấn công tàu chiến thì chúng ta có thể tấn công một con tàu nhỏ của chi nhánh chính. Đây là một tàu chính và là địch của tất cả những đội quân còn lại, tên là Vega. Đây là con tàu Vega, và những cái nhỏ này hay gọi là những cái tàu nhỏ của căn cứ này được gọi là cargo. Nó sẽ hiện khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ngay số level. Đó. Bây giờ mình sẽ thử tìm một cái cargo tấn công cho các bạn có thể thấy. Phải target. Đây mình sẽ tấn công level này. Tại sao fleet lại empty? Mình vừa recall. Đây, bây giờ mình sẽ thử tấn công một level nhỏ như level 7. Tấn công. Nếu mà tấn công được nó sẽ hiện là nút attack màu đỏ cho các bạn thấy. Đang tìm mục tiêu, đang đi đến mục tiêu đây. Đến rồi. Mình sẽ dùng level 8 để cho các bạn có thể chọn một trong 4 level để có thể một trong 4 fleet để có thể tấn công. Đây, đội hình của chúng ta gồm 6 tàu chiến. Đội hình của bạn gồm 5 tàu chiến, có vẻ khá là khả quan. Lượng máu của mỗi bên sẽ hiện ở ngay thanh trên bên trên màn hình. Đây là một tựa game hardcore, tuy nhiên nó còn có một số điểm nét của thể loại RTS, đó là chiến thuật tức thì, nghĩa là một trận đấu của nó diễn ra khá là nhanh, chỉ tầm 1 phút thôi và hầu như là hoàn toàn tự động. Người chơi khá là nhàn, việc của các bạn duy nhất là chỉ cầu nguyện là thắng. Thực ra thì nếu mà thắng hay không thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay với đội hình như thế này. Nhiệm vụ chính của các bạn đơn giản chỉ là tấn công lúc chuẩn bị tàu thật chu đáo lúc trước khi vào thôi, còn khi đã vào trận thì tàu như thế nào tấn công như thế. Rất là khá là khó đoán. Mình tưởng là chỉ có 5 tàu trong khi team địch cũng có 6 tàu. Hiện tại team địch đang tấn công tầm xa. Thua rồi. mình thắng chứ. Đấy, thắng hay thua thì nó sẽ hiện luôn là defeat hay là victory. Tiếc ghê, thua rồi thì thôi. Sau mỗi trận đánh thì tàu của bạn sẽ bị tổn thương và chúng ta sẽ chọn vào nút repair để sửa chữa. Đấy, sẽ ấn cancel và instant là luôn để có thể vào trận chiến nếu các bạn muốn chiến tiếp. Bây giờ mình sẽ back lại căn cứ của mình. Thực ra hiện tại với level của mình là mình sẽ phải xây dựng thêm căn cứ. Nó sẽ hiện tối đa số lượng tàu chúng ta có thể xây dựng. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa có thời gian để xây. Ngoài ra thì phần đồ họa của tựa game này các bạn có thể thấy ngay là khá là đẹp đúng không? Là chi tiết, zoom nhỏ, thấy từng chi tiết nhỏ của cái tàu chính này. Có một điểm khá là đáng tiếc là tựa game này có dung lượng khá là nặng, chiếm khá là nhiều bộ nhớ, nên các bạn hãy cân nhắc khi trải nghiệm. Thì vừa rồi là phần tổng quan của mình với trò Vega Conflict. Các bạn có thể tự tay đao về và trải nghiệm với tựa game hardcore này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của GameHub.vn.